Úi chà chà, cái miếng dồi trông ngon quá. Cái này là cứ có lon bia là được rồi. Thơm nó không bị khô. Phần bùi bùi của lạc nữa. Ngon tuyệt vời. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là bác cháu tôi sẽ tiến hành làm một cái món dồi sụn. Đây là lòng lợn các bạn nha. Đấy là lòng lon đấy. Đây là sụn, sụn mềm và mỡ phần. Còn đây là thịt xay. Nguyên liệu thì có nước mắm này, hạt tiêu này, hạt lêm này, đây là đường này, và đây là lạc này. Đây là dầu điều và đây là mì chính. Các loại rau đây như rau răm này, rau húng này, đấy, và hành tươi này, và hành tây. Thì bây giờ tôi sẽ nhờ cháu Vinh nhá, thái cho tôi những cái này thái nhỏ nhá. Để tôi đi làm cho nó thật sạch cái lòng, vì tôi cũng đã làm sơ chế qua rồi nhưng bây giờ tôi phải làm lại cho nó thật sạch. Đấy các bạn nhớ đi, cái này ta phải rửa sạch ken cho nó thật kỹ. Đấy, ta phải bóp muối qua cho vắt tí chanh để ta tẩy cho nó sạch, cho nó thơm. Bây giờ tôi đi chế biến một cái vỏ chai để tôi lồng vào đây để tôi làm cho nó nhanh. Đây các bạn ơi, tôi phải thiết kế bằng cái này đơn giản thôi, bằng cái chai nước uống đây, sạch đấy. Thế là mình cho cái lòng vào đây là mình vặn nó vào, thế là mình sẽ làm rồi cho nó nhanh. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ cho lạc ra đây để tôi chà cái vỏ nó đi. Bây giờ cháu cho vào trong cái tô này để trộn các gia vị vào. Cháu băm cho tôi cái hành này nữa, một lửa củ này thôi, với một chút hành lá này nữa để cho thơm. Đây tôi giã lạc cho nó dập dập rồi. Đây lạc mình chỉ giã qua thôi các bạn ạ. Đấy, mình cho đây một góc. Chỗ này tôi đã cho vào đây là các cái sụn mềm này, mì thịt mỡ khổ này, đấy là mỡ phần đấy, và lạc đây, và hành, và rau thơm, rau húng. Rau húng quế và đấy rồi. Đây các bạn hãy nhớ là ta phải cho như thế này thì nó mới dậy được cái mùi thơm. Thịt này là thịt vai gáy xay đấy, nó lẫn cả mỡ cả lạc. Trước tiên bây giờ tôi trộn bằng đũa để cho nó đều đã, sau đó tôi phải đi găng tay thì các bạn làm sao cho nó thật đều. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho gia vị này này, cho hạt tiêu này các bạn, cái này mình cho hạt tiêu vào thì thơm lắm các bạn. Tôi cho hạt lêm này, chỗ này hạt lêm nó cho vừa đủ. Đây là tôi cho một chút nước mắm này, đây là mì chính, tôi cho một chút đường. Đây thì cho một chút, đây là cái rượu mai quế lộ các bạn ạ, để cho nó thơm nhá. Thế là đủ. À. Lúc trước tôi chưa giới thiệu cái rượu mai quế lộ nhưng bây giờ phải cho một chút vào để cho nó thơm. Còn đây là một chút dầu điều. Đấy các bạn, cho nó có một chút màu lên. Đấy, rồi trộn thật là đều. Đấy, bây giờ tôi mới vừa tạo cho cái độ trơn. Tôi sẽ chuyển ra cái mâm để làm cho nó dễ. Đấy bây giờ thì trước khi để nắp cái này là phải nắp bằng tay, không nó trơn thì không nắp được. Chặt vào. Đấy.
Các bạn láng một chút dầu vào trong này để cho nó tạo cái độ trơn. Bây giờ tôi sẽ cho vào trong này. Các bạn nhớ là ta chọn lòng là ta phải lấy cái lòng nó người ta chưa tỉa. Chứ nếu các bạn mà lấy cái lòng tỉa rồi là không làm được đâu. Đấy, chưa tỉa thì ta bắt đầu ta mới về ta phải rửa cho nó thật sạch. Ta tuốt hết ở bên trong đã. Xong người ta bóp cho một chút muối, một chút chanh. Thế xong ta lại tuốt lại lần nữa. Thế là ta rửa thật sạch xong ta vuốt khô đi. Đấy, các bạn làm như thế này thì nhanh lắm. Đây, hai bác cháu tôi làm xong rồi đây này. Nhanh lắm. Đây, các bạn cứ cắt một cái ống chai này ra các bạn làm thì dễ lắm. Đây, hai bác cháu tôi đã nhồi xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đem buộc lại từng đoạn một cho nó hợp lý. Các bạn nhớ nó buộc thì ta phải bỏ găng tay ra, không trơn không buộc được đâu. Hai bác cháu tôi làm xong rồi. Bây giờ sẽ gióm lửa để luộc thôi. Các bạn ơi, bây giờ cái nước mình phải cho vào lúc nó ấm ấm nóng nóng nha, chứ không được cho vào lúc nó sôi. Đấy, thì nó mới không lở, coi như thế nó đột ngột. Ta luộc rồi mà để vào cái nước mà sôi đột ngột là nó hay bị vỡ đấy. Các bạn làm rồi này thì cũng nên chú ý là lỏng lỏng một chút. Đấy, các bạn nhớ là khi cho vào đây thì nó sẽ có cái khí nào nó còn thừa thì nó phải ra luôn. Đấy, thì nó mới không vỡ. Các bạn phải ngâm một lúc nha, mới chọc, chứ không phải cho vào mà bây giờ nó chưa nóng đã chọc ngay. Đây các bạn ơi, tôi đun cái này thì các bạn nên nhớ chỉ trong vòng 5 đến 7 phút cho nó sôi. Sau đó các bạn không đun nữa và đậy vung để ổ. Ta ổ vào 5-7 phút là ta cho ra. Bây giờ tôi phải mở ra nhá. Đây các bạn nhớ là khi các bạn luộc, nếu như mà dồi lợn mà cho bằng tiết ý, thì rất là nhanh. Chỉ 5-7 phút thôi là các bạn đậy vung. Nhưng mà khi tôi làm cái này là bằng thịt, bằng sụn, thì các bạn hãy nhớ là tôi phải đun tới 10 phút. Sau đó tôi tắt bếp. Đây các bạn để ra đây để cho nó nguội. Sau thì tôi mới đem ra tôi sẽ nướng. Đây các bạn thấy không? Rất là ngon. Đấy, các bạn trông nhìn thấy có sướng không? Rất là khoái thú vị. Bây giờ tôi cắt ra để tôi đem nướng. Cháu Vinh mang hộ bếp vào đây. Đấy, thế là bây giờ ta cho lên để ta nướng. Bây giờ nướng để cho nó dài theo một cái đường này thì tôi để này các bạn có được không? Đấy, tôi để này nha. Trải như thế này ra để tôi lấy được cái độ dài. Và tôi sẽ đặt lên trên này. Đấy. Các bạn nhớ là phải chăm chỉ để lật, nếu không là nó cháy nhanh lắm. Đấy, bây giờ các bạn ơi, than tôi đã xếp hết lên bếp than rồi. Đấy, các bạn thấy không, tôi xếp như thế này để nướng. Các bạn nướng như thế này nó vàng lên, rất là thơm các bạn. Lượng lửa lên tương đối đấy các bạn. Đấy, các bạn nướng là các bạn phải chú ý để làm sao cho nó hợp lý. Ui chà chà, thơm lắm các bạn ơi, nướng lên lại càng thơm. Nào Vinh ơi, lấy cho bác một ít dầu điều ở đây nhá. Nó được rồi thì ta mới phết, đừng có phết sớm. Phết sớm quá là hay bị cháy. Ta phết cái là màu nó bóng lộn này. Còn bây giờ ta đừng phết vội cho nó gì. Đây, cái mặt này là nóng dở hết rồi. Bây giờ phết nhẹ nhẹ thôi. Phết vừa phải, nếu mà các bạn mà phết sẫm quá là nó đậm quá là nó cháy. Tiếp tục lại là tiếp. Đó. Tôi sẽ cho ra đĩa đây. Ui thơm ngon lắm các bạn ơi. Rồi, các bạn hãy nhìn đây. Đó. Nóng hổi. Thơm ngon lắm các bạn ơi. Ui chà chà. Tôi để ra đây cho nó nguội xong tôi mới thái ra các bạn nhá.
À, được rồi, nhớ lên vào đây xong rồi mang rau vào đây. Ui chà chà, cái miếng dồi trông ngon quá. Các bạn ơi, tôi mới cả cháu Vinh đây đã làm xong một mẹt rồi lướng đây. Bây giờ chúng tôi thưởng thức, mời các bạn thưởng thức cùng với chúng tôi. Vâng, anh em ạ. Nào. Ô, cái món này mà phải là bia hơi thì phải nói là chúa tể đây. Bia. Cái này là cứ có lon bia là được rồi. Thơm mà không bị khô. Phần bùi bùi của lạc nữa. Ngon tuyệt vời. Ngon lắm các bạn. Wow. Bác cháu mình keng cái nào. Ôi, chúc mừng hôm nay là bác cháu mình làm một mẹt rồi, nướng này là ngon rồi. Đây. Quá. Thỉnh thoảng tí tách mấy cả cái rau thơm này rất là ngon. Rồi, quá là ngon. Cái này mình làm lấy thì chất lượng hơn, các bạn hãy nhớ như thế. Các bạn chịu khó bớt ít thời gian thôi. Làm thì an toàn vệ sinh hơn. Mình làm nó được sạch sẽ. Mình rửa là phải sạch. Rồi, công nhận ngon thật. Trông thế thôi ăn rất là no các bạn ạ. Nó thơm và nó lại hương vị tuyệt vời mà nó lại không bị ngấy, bùi là bùi không chán, nó bùi bùi của lạc mà. Nhớ nếu các bạn không làm lạc thì có thể các bạn làm một chút đậu xanh ngâm lên để cho nó lở hết lên. Đấy, trong các bạn coi như thế này cho vào, trộn vào. Nhưng phải có mỡ phần thì nó mới dẻo. Còn nếu mà các bạn không cho mỡ phần vào để nó bị khô, các bạn hãy nhớ nha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ cho bác cháu tôi. Xin chúc các bạn luôn vui tươi và mạnh khỏe. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn các bạn lần sau. Như thế này thì các bạn ăn rất thơm. Chấm với muối tiêu. Ui chà chà. Mùi hạt tiêu, nước mắm. Trong này có cả mùi mật ong. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu về các bạn một món trứng gà lướng. Đây là nguyên liệu chính là trứng gà, kèm theo có một chút mật ong này, nước mắm này, hạt tiêu và đường, mì chính và muối. Đây này các bạn nhớ là tôi chuẩn bị 10 cái chén là bởi vì nó có 10 quả trứng. Khi tôi đập tôi phải đập khéo để cái đầu này thôi. Đấy, tôi mới cho trứng ra ngoài này. Và tôi tiếp tục khuấy đều cho các gia vị lại, cho trứng tiếp rào vào đây để tôi hấp. Hấp xong tôi đem lướng các bạn ạ. Các bạn đập nó khéo, chỉ vỡ ở trên thôi, chứ không được cho nó vỡ coi rộng. Các bạn cậy nó ra. Đấy, trứng gà này rất dễ cậy vì là nó rất mỏng vỏ. Các bạn chọc cho nó vỡ lòng đỏ. Đấy, các bạn để vào đây. Bây giờ tôi sẽ tẩm ướp. Các bạn cho một chút muối này. Đấy, các bạn không được cho nhiều quá, không nên cho ít quá nó bị đớ. Các bạn cho một chút bi chính. Các bạn cho một chút đường. Các bạn cho một chút coi nước mắm. Như vậy là hợp lý.
tôi cho thêm một chút hạt tiêu. Bây giờ tôi đánh xong tôi mới cho một chút mật ong. Đánh qua thì đã. Có lẽ không cần giới thiệu các bạn đã đủ hiểu. Vì nướng lên là để tạo hương vị thơm ngon. Còn thì các bạn đã biết là luộc có rồi, các bạn đem hấp có rồi, rồi kể cả là các bạn đem chiên lên nó cuộn, gọi trứng cuộn đó. Ta làm cái cách này ta lại để giả vào vỏ. Sau đó ta đem hấp lên. Hấp xong thì ta mới xiên lên để ta đem nướng qua lửa. Các bạn cũng không cho lên nhiều mật ong, chỉ cần một chút thôi nha. Đấy, để tạo hương vị thơm. Bây giờ tôi phải cho vào cái khuấy thì tôi đánh cho thật là nhuyễn nha. Đây là mới bước là đầu tiên tôi mới chỉ có khoắng bằng đũa. Đấy, tôi đã đánh kỹ rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ cho vào cái dây để tôi lọc. Hoặc là các bạn có cái màng lọc thì cũng cho vào lọc. Thực tế ra thì các bạn lại nhớ này này, lọc ra chẳng qua là các bạn đập nó vỡ cái mảnh trứng thôi. Không bị vỡ mảnh trứng, các bạn đánh tơi nên là không cần phải lọc. Đấy. Đấy, bây giờ tất cả là tôi đã lọc xong rồi. Cái vỏ trứng mà nó nhỏ nhỏ là một này. Cái gì mà nó còn vẩn vẩn lên trong này, cái dây này nó đã giữ lại được rồi. Đấy, như vậy là tôi làm xong cái bước lọc. Tất cả những quả, cái ruột quả trứng này tôi sẽ bơm dùng bằng xi lanh. Các bạn nhé, xi lanh ta mua một cái mới, ông ta phải rửa đi rửa lại để cho nó sạch ở trong cái lòng này đi nha. Bây giờ tôi sẽ bơm cái lòng này vào, tất cả hỗn hợp đã được vào đây, tôi sẽ giả vào quả trứng. Các bạn bơm nó vừa phải, các bạn chia cho nó đều. Đầy quá về sau các bạn hấp lên là nó lở, nó cũng tràn lên. Trông nó xấu. Tôi đã cho hết các cái lòng đỏ và lòng trắng đánh đều, trộn tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ tôi sẽ cho vào trong cái xoong này để tôi hấp các bạn nhé. Đây tôi đã đun nước gần sôi rồi. Đấy, các bạn nhớ là tôi sẽ cho vào trong này để tôi hấp. Đây các bạn cho là cân này. Như vậy là tôi đã đặt được xong. Đấy, các bạn đẩy vung vào đun trong vòng 10 phút. Đây các bạn ơi. Đấy, tôi đã đun được đủ thời gian rồi các bạn ạ. Các bạn nhớ là không được đun to lửa quá. Các bạn mà đun to lửa quá là nó vỡ đấy. Bởi vì là mình đã đánh trứng ra ngoài thì nó phải có khí. Còn nếu quả trứng không đánh ra ngoài thì nó không có khí thì không sao. Bây giờ quả trứng đánh ở ngoài chúng bơm lại, các bạn mà đun ấy là nó còn phòi thêm nữa cơ. Cho nên đun phải nhỏ lửa, hợp lý. Bây giờ thời gian nó chín rồi đây này. Đấy, một quả vỡ, hai quả vỡ mất rồi. Hồi có lẽ tôi phải dập lửa mất thôi. Không là trứng của tôi sẽ bị vỡ mất. Đấy, có quả là còn nguyên, có quả nó phòi ra một chút đây này. Nghĩa là nó lở ra đấy, chứ không phải là gì. Đấy, nóng đấy. Tôi để ở đây cho nguội. Vì cái cốc này tôi còn cầm được. Đấy, đây này nó cũng phòi ra. Đây, quả này lứt rồi đó. Đấy, 10 quả thì đạt được 8 quả. Tôi sẽ để cho nó nguội xong tôi xiên. Tôi xiên xong tôi đem nướng. Đây các bạn ơi, tôi phải lau trứng cho nó sạch đấy nhá. Các bạn hãy nhớ. Đấy, xong bây giờ tôi sẽ xiên vào từng đôi một. Đấy, các bạn phải cậy một tí đít lên. Xong các bạn mới có thể luồn được. Đấy, ta luồn nó vào ở dưới. Đấy. Đây là một xiên hai quả. Đấy, xong tí nữa tôi nướng. Đấy, các bạn nhảy nó ra một tí đít là các bạn xiên từ ở dưới lên. Đấy. Các bạn mà xiên cứng quá là nó vỡ luôn cả cái vỏ đấy. Vì trứng này của ta vỏ đã chín rồi. Đây, tôi đã làm xong. Bây giờ tôi sẽ ra nướng bằng than. Các bạn ơi, tôi bắt đầu nướng đây. Đây, các bạn cho vào đây. Đấy. Làm cái này rất nhanh. Đấy. Thế các bạn làm thật là nhanh nha. Không là trứng, vỏ trứng là cũng hay bị cháy lắm đấy. Các bạn hãy nhớ là ngửi cái mùi thơm là nó nhanh lắm đấy. Đấy, cho nên các bạn phải quay đi, nếu không là nó cháy vỏ trứng đấy.
Đấy, làm nhanh. Chỉ cho vào tí là bắt đầu cái vỏ trứng hơi xèm xèm ngay. Như thế này thì các bạn ăn nó rất thơm. Vì ta đã tẩm ướp tất cả các cái gia vị vào trong, ta lại bơm vào. Xong ta nướng lên thế này thì cái vỏ trứng nó tạo ra một cái mùi rất là thơm, nên hương vị của nó tuyệt vời các bạn ạ. Đây, các bạn nhớ là phải quay nướng là lật đấy, nếu không là cháy nhanh lắm. Ơi, vàng rồi, ngon lắm rồi. Bây giờ các bạn ơi, tôi phải cho ra nhá, không vỡ hết. Ơi, ngon lắm rồi các bạn ơi. 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 Các bạn nhớ là không cho ra là nó vỡ ngay. Đấy, tôi nướng nó rất thơm rồi. Vàng óng lên cái quả trứng này rồi. Các bạn cứ yên tâm, nó lứt chúng ta bóc ra. Đấy mới là cái hay. Úi cha cha, nóng quá, bây giờ tôi để nguội nhá các bạn ơi, không thể bóc được đâu. Ôi, nó cháy xém mà thơm lắm các bạn ạ. Đây, tôi sẽ rút que ra đây. Đấy, cái tăm xiên này nè, tôi rút ra. Đấy, thế là các bạn hãy nhớ này, ăn đến đâu thì ta bóc đến đấy. Quả trứng nó lúc nào nó cũng có độ nóng, mà nó rất thơm. Đấy, các bạn đừng nên bóc trước. Ăn đến đâu thì các bạn bóc đến đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ bày ra cái này nha. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái đĩa trứng nướng đây rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức đây. Các bạn ơi, mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Các bạn dùng đến đâu thì bóc đến đấy. Để ta giữ cái hương vị nó thơm. Các bạn đừng bóc hết ra nhé. Ôi, các bạn ơi, tôi bẻ ra cho các bạn đây. Đấy, rất là hợp lý các bạn ơi. Bây giờ ta dùng chấm với muối tiêu. Ôi chà chà. Mùi hạt tiêu, nước mắm. Trong này có cả mùi mật ong. Ui, ngon tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Hương vị của nó phải nói rằng rất là hợp lý. Các bạn ăn sẽ không biết chán đâu. Các bạn ăn thỉnh thoảng ăn cái dăm để cho nó thơm. Ôi, ngon lắm các bạn ạ. Các bạn hãy làm một lần, các bạn sẽ nhớ mãi. Ôi chà chà, ngon quá các bạn ơi. Thời gian làm trứng này thì rất nhanh các bạn ạ. Các bạn hãy làm thử một lần, các bạn ăn các bạn sẽ nhớ mãi. Đây là một món mà chúng ta làm ăn nhanh mà nó rất là bổ dưỡng. Cách làm thì như vậy là tôi đã giới thiệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình mà hôm nay tôi giới thiệu. Đây là một món trứng ăn tuyệt vời. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Đây, tôi đã bày lên đĩa thật là ngon mắt. Cái heo này các bạn hãy nhớ là ta làm rất là nhanh, không có gì là lâu đâu, thời gian không tốn. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món là tai heo sốt chua cay. Cái món này thì mùa hè ta làm như thế này thì ăn là rất hợp đây này. Đây là nguyên liệu chính của tôi là tai heo. Các cái gia giảm kèm theo là nước mắm này, giấm này, nước cốt me và đây là ớt bột và đường. Củ quả là gồm cà rốt này, đu đủ này, ớt sừng này, hành tím, tỏi và quất. Tôi làm đến đâu tôi giới thiệu các bạn tỉ mỉ đến đấy. Trước tiên bây giờ để làm cho món này ấy, thì tôi phải
nói với các bạn là tai heo tôi đã rửa cực sạch rồi các bạn ơi. Tôi sẽ cho tai heo vào trong xoong và tôi sẽ đổ nước vào gióm lửa. Trong khi chờ tai heo chín là tôi sẽ lạo đu đủ và làm một số các cái công việc kèm theo. Các bạn ơi, bây giờ tôi cho nước vào trong này rồi các bạn đây này. Đấy, và tôi gióm lửa nó đã bốc hơi rồi. Bây giờ các bạn nhớ là ta phải tẩy thì ta phải có coi như thế là một miếng gừng ngon ngon. Đây, ta cho vào đây này, ta tẩy hôi đi nhá, các bạn nhớ là như thế. Hành khô đây, đập ra cho vào đấy. Cái này bắt buộc này chúng ta phải làm để cho nó thơm nước và nó thơm cả tai lợn. Đây là cái cách tẩy hôi. Trong khi đợi thì tôi đi lạo cái đu đủ. Đây nhá các bạn ơi, đu đủ tôi đã rửa sạch rồi. Bây giờ tôi bổ đu đủ ra theo thành từng miếng để cho nó hợp lý. Đó. Các bạn ấy bỏ cái lõi ở trong. Đấy. Đu đủ các bạn thái thì nó cũng có hơi độ vát này. Các bạn nhớ là cái bát này là bát đã thả muối rồi nhá. Các bạn nhớ là phải có muối để ngâm để cho đu đủ nó ra dựa. Đấy. Các bạn đã thấy không? Rất là đều và rất là đẹp. Đấy. Đây các bạn ơi, tai heo của tôi đang sôi rồi đây. Đấy, tôi phải dở nó lên nhá. Tai heo ta đun chỉ là vừa tới. Các bạn nếu mà đun mà nó nhừ quá thì tai heo làm sốt thịt đấy không ngon. Nó nhừ quá là không ngon, không có giá trị. Luộc chín tới là các bạn sẽ cho ra để ngâm nước đá. Đây, tôi thái tiếp đến cái cà sốt. Đây, tôi thái tiếp tục đến hành và tỏi nha các bạn nhớ. Các bạn nhớ là ta làm cái này phải thái nó đúng một cái cỡ, không mỏng quá mà không dày quá để làm sao cho nó có cái độ của nó dần giòn. Đấy nha các bạn, tôi thái tiếp tục đến tỏi này, hành thái xong rồi. Đấy, ta phải trộn cho nó đều lên đó. Các bạn ơi, có lẽ rằng là tai heo của tôi được rồi, tôi phải ngâm ra được đá đây để cho nó giòn. Để cho nó có độ giòn các bạn không được luộc kỹ quá. Đấy. Bây giờ tôi sẽ ngâm vào trong cái bát đá này. Đấy, tôi sẽ ngâm một bát đá trong vòng 10 phút. Để cho nó nguội một cách đốt ngột luôn thì tai heo nó không dính này, không có nhựa này. Và đảm bảo cái độ giòn của nó rất là thơm ngon. Đến bây giờ tôi để đây để ngâm. Và tôi đi làm nước sốt. Bây giờ tôi đi thái ớt sừng để tôi làm nước sốt. Các bạn làm ớt sừng cũng được mà ớt nhỏ cũng được. Ta làm cái ớt này thì chỉ hơi nhận nhận cay thôi. Các bạn mà làm cay quá thì cũng khó ăn đấy. Đây là tôi đun nước sốt nhá. Đây là 100ml nước mắm này. Đây, tôi cho vào đây. 100ml nước me, nước cốt me này. Tôi cho vào đây. Đó. Đây là 100g đường đây các bạn. Đấy, các bạn cho vào đây. Đấy. Các bạn hãy nhớ đây là 30g bột ớt. Các bạn nhớ là đây là bột ớt Hàn Quốc thì màu nó sẽ đẹp hơn. Đấy, tôi là cho 30g này. Các bạn ăn cay thêm thì các bạn sẽ dùng thêm các cái bột ớt ta hoặc là quả ớt tươi. Tôi chưng lên cho nó thật là coi sánh này. Bây giờ tôi sẽ cho ớt vào trong này. Đấy. Đây là ớt sừng các bạn ạ. Đấy. Đây, rất sánh rồi các bạn ơi. Các bạn đun vừa thôi, nếu không là nó sẽ đặc lại đấy. Đây là tôi sẽ bỏ cùi ra rồi. Cái nước sốt hỗn hợp này là tôi để cho nó nguội. Xong tôi đổ ra cái bát đã nhá. Đấy, trong khi làm xong cái vấn đề này rồi thì tôi sẽ đi thái cái tai heo. Ôi chà chà, các bạn có nhìn thấy không? Đấy, tai heo. Các bạn nhớ đây này, bởi vì tại sao tôi không đi găng tay là các bạn nhớ. Nếu bây giờ ta đi găng tay mà nó trơn á,
Cho nên các bạn nhớ là ta cứ cầm bằng tay thôi, ta thái hợp lý. Ta lựa đừng nên thái dày quá, mà đừng thái mỏng quá, nó vừa phải rồi, để lấy cái độ giòn. Các bạn nhớ là tôi thái xong rồi thì tôi lại phải thái luôn cái quất. Thế là tôi trộn nước sốt vào đây, không thể cho quất vào, nó trộn đều là xong. Đấy, các bạn nhớ là ta thái quất, ta cứ thái chỉ một quả, ta thái 5-3. Các bạn nhớ là thái ngang nhé, các bạn đừng thái dọc của quả quất. Đây, tôi thái quất, tôi đã thấy là tạm đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ cho vào đây là bằng cái tôi vớt lên cái môi lỗ nha, trong này là hành tỏi này, cà rốt và đu đủ. Tôi ngâm như thế này đã hết độ hăng. Các bạn ngâm 30 phút, rửa thật sạch, các bạn thái ra thì dựa không còn nữa, mà mùi hăng của nó cũng không còn nữa. Bây giờ tôi sẽ cho nước sốt lên. Đây, nước sốt này là rất là thơm ngon, các bạn phải cho hết đi, đừng để nó phí. Cái quất ta cho sau cùng nha, các bạn nhớ để cho nó đỡ lát, để lấy cái hương vị của quất nó còn nguyên vị của cả những cái miếng quất. Ôi thơm lắm rồi các bạn ơi. Tôi thấy như này đã thấy thơm rồi đây. Bây giờ tôi cho quất lên. Đấy, và tôi đảo nhẹ thôi. Cho quất vào nó dậy mùi thơm. Đấy, vừa vỏ rồi vừa lướt quất tạo ra một mùi thơm gói lông lên. Nó sẽ phả luôn vào gói mũi của bạn luôn này. Ngon lắm các bạn ơi. Đấy, như thế này mà các bạn có một đĩa rau sống nữa vào đây bên cạnh này thì không còn gì bằng, không chê nữa. Tôi đã đều rồi, tôi đều ở đây. Trong vòng 5 phút nữa là nó sẽ thấm được cả cái gia vị vào trong tai. Này, tôi ra sẽ thưởng thức các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi đã để nó ngấm rồi thì bây giờ tôi sẽ cho lên đĩa nhé. Cho lên đĩa thì các bạn nhớ là các bạn đi găng tay vào. Đây, tôi xong rồi đây. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái món tai heo sốt chua cay rồi. Đây, tôi đã bày lên đĩa, thật là ngon mắt. Tôi thấy thơm, hương thơm lắm. Bây giờ tôi thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Tai heo này các bạn hãy nhớ là ta làm rất là nhanh, không có gì là lâu đâu, thời gian không tốn. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Tai heo có thể các bạn làm được với xoài non này, hoặc là quả cóc này. Các bạn làm xoài non và hoặc là quả cóc thì các bạn sẽ giảm cho bớt nước cốt me. Bởi vì hôm nay tôi cho nhiều toàn bộ là nước cốt me, cho nên hôm nay tôi dùng bằng đu đủ và cà rốt. Tôi ăn cái tai tôi thấy giòn ngon lắm. Đu đủ mình thái vừa phải nhá. Đó. Giòn ăn tuyệt vời, không có hăng vì đã ngâm qua 30 phút rồi. Cái món này, ôi giời, tôi phải làm một lon bia này để thưởng thức cái món này, rất là hợp. Bốn năm bạn mà dùng một đĩa này mà uống mấy lon bia thì quá là mỹ mãn. Chua chua, ngọt ngọt, đậm đậm, có hơi một chút cay cay, cay cay ít thôi các bạn ạ. Các bạn thái nó vừa phải, nó mỏng,
thì các bạn gắp tai heo lên, nó bám luôn cả cà rốt và đu đủ. Nếu các bạn thái dày quá là nó không có độ bám. Một cái tay heo mà trung bình thì các bạn sẽ làm cho cả một gia đình ăn rất thơm ngon. Với nào thời gian không tốn nhiều mà rất là tuyệt vời. Củ quả các bạn phải cho tăng lên, thêm một đĩa rau sống nữa thì quả là hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có ý kiến về làm cái món gì cho bản thân các bạn thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ để hướng dẫn cho các bạn biết. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào các chương trình sau.